Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Vừa rồi các bạn đã thấy ba chai nước hoa khá là phổ biến của nhà Versace đúng không ạ? Tại sao mình lại làm ba chai nước hoa này mà không phải là những chai nước hoa khác như là hay là thì theo cảm nhận cá nhân của mình, đây là ba chai nước hoa khá là thành công về mặt mùi hương lẫn marketing hình ảnh. Thì với ba chai nước hoa này, nếu như biết cách sử dụng thì bạn có thể sử dụng vào mọi lúc mọi nơi, từ đi làm, đi chơi đến các buổi tiệc tùng ở ngoài trời hay là trong bar, trong pub. Vậy cùng mình tham khảo ba chai nước hoa này nhé. Theo như các bạn biết thì Versace là một nhà thời trang khá là nổi tiếng tại Ý, sau đó lấn sân sang kinh doanh lĩnh vực nước hoa. Mà mình nghĩ đây là một chai nước hoa khởi đầu khá là thành công của nhà Versace, đó là Versace Per Homme, được ra mắt vào năm 2008. Với cái mùi hương cam quýt rất là tươi mát và dễ chịu, nó sẽ mang lại cảm giác khá là sảng khoái khi bạn xịt. Sau đó đó là vị ngọt của đậu tonka và xạ hương. Thì cái nốt hương này nó bạn có thể nhận được, bạn có thể nhận thấy ở khá nhiều chai nước hoa khác. Nhưng mà mình nghĩ là nó là một cái tổ hợp mùi hương khá là quyến rũ. Nó như một chiếc áo sơ mi của đàn ông vậy, mỗi khi khoác lên người thì đều có sự quyến rũ nhất định với các chị em vậy. Chai nước hoa thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến đó chính là chai nước hoa Versace Diamond Blue, được ra mắt vào năm 2016. Nó thiết kế chai khá bắt mắt bởi cái màu xanh đậm của thể hiện cái vùng biển của Địa Trung Hải. Thì chai nước hoa này được ra mắt nhờ sự kế thừa sự thành công của Versace Per Homme và Versace Oud Noir vào năm 2012. Thì mở đầu nó vẫn là cái mùi hương cam quýt khá là mát mẻ, và mình có nhận thấy chiều sâu và cay để tiêu của hương. Và sau đó chính là cái mùi hương amoxicillin nhân tạo, hay còn gọi là long diên hương nhân tạo, cùng với đậu tonka, xạ hương, thì nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh người đàn ông khá là nam tính và mạnh mẽ, cơ bắp. Nhưng cái mùi hương này mình nghĩ là nó như là một lời nói khẳng định với người đối diện về cái sự quyến rũ, về cái sự trưởng thành. Cái sự trưởng thành ở đây nó có một chút của nhang, nó sẽ hơi trầm hơn, nên là chai nước hoa này mình nghĩ là nó khá là kén tuổi sử dụng khi không phù hợp với những bạn trẻ, mà mình nghĩ là khoảng tầm từ 25 cho đến 30 thì nó sẽ phù hợp hơn. Chai nước hoa cuối cùng đó là Versace Eros. Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với chai nước hoa này rồi. Nó có màu xanh nhạt hơn với Diamond Blue và có thiết kế hình đầu rắn, biểu tượng của Versace ở đây. Thì đối với mình đây là một chai nước hoa sử dụng đi bar, đi sàn khá là tốt, bởi nó thể hiện như kiểu một chàng trai bad boy vậy. Mình ngửi thấy một chút mát của lá bạc hà và một cái mùi của táo xanh. Sau đó thì sẽ là vị ngọt của vani, của amoxicillin, của đậu tonka, của xạ hương. Nó sẽ mang đến một cái vị ngọt nhưng mà nó có phần thanh hơn và có phần nhẹ nhàng hơn so với Diamond Blue. Thì chai nước hoa này nó tỏa hương khá là tốt, và mùi hương này nó khá là dễ chịu hơn và khá là nịnh mũi hơn so với chai Diamond Blue, và nó thể hiện phong cách khá là trẻ trung. Về cái độ bám tỏa của ba chai nước hoa này thì theo cảm nhận cá nhân của mình thì mình sẽ xếp Versace Per Homme đầu tiên, sau đó đến Eros, và cuối cùng là Diamond Blue. Về cái phong cách mà ba chai nước hoa này thể hiện thì đối với Per Homme bạn có thể sử dụng vào mọi lúc mọi nơi vì mùi hương nó khá là dễ sử dụng và nó không có phần gây khó chịu cho những người xung quanh, kể cả bạn xịt 3 hay 4 shot vậy, mùi hương nó rất là dễ chịu. Và cái phong cách nó bạn sử dụng thì bạn có thể ăn mặc bất kỳ cái kiểu gì, đến từ những chiếc áo phông và quần bò, hay là đến chiếc hay là đến những bộ áo sơ mi như này, đến những chiếc quần Âu, bạn đều có thể sử dụng
khá là thông dụng và rất là phù hợp với những người mới sử dụng nước hoa. Chai nước hoa tiếp theo đó là Diamond Blue. Thì cái phong cách chai nước hoa này sử dụng thì mình nghĩ là nó sẽ là một người đàn ông khá là trưởng thành và nam tính, mạnh mẽ, quyết đoán và phù hợp sử dụng trong những cái buổi tiệc, trong những cái hoạt động ngoài trời như là tiệc ở bãi biển, hay là bạn phải thường xuyên vận động ở ngoài, hay là vào những ngày thời tiết khá là lạnh thì Diamond Blue là một cái lựa chọn khá tốt. Cuối cùng là Eros. Như mình đã nói ở phía trên thì đây là một chai nước hoa của các chàng bad boy. Thì nó có độ tỏa hương khá là tốt và cái vị ngọt của vani nó rất là lịnh mũi người xung quanh. Thì mình nghĩ chai nước hoa này sử dụng cho những bạn trẻ và có phong cách nó ăn mặc nó hơi bóng bẩy, hơi cầu kỳ, phù hợp với các bạn trẻ thích chinh phục, thích làm trung tâm của những đám đông. Thì mình nghĩ cái thời điểm sử dụng chai nước hoa này có lẽ là vào những buổi tối bạn đi bar, đi sàm, hay là bạn sử dụng vào trong những mùa đông thì nó khá là hợp lý. Và có lẽ chai nước hoa mà mình sẽ sử dụng trong ngày hôm nay đó chính là With a Cheaper Home. Một mùi hương rất là tuyệt vời. Vừa rồi là cảm nhận cá nhân của mình về ba chai nước hoa của nhà Versace để các bạn có thêm những lựa chọn mỗi khi ra đường. Vậy cảm nhận của các bạn ra sao? Hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.